Hôm nay mình ăn xay với bơ nha. Rất là tuyệt vời. Lạnh quá. À, cứ đi banh ai vừa gửi 11 triệu hay sao? Con ở chỗ ấy, chỗ cái ô ấy. Bổ sung protein cho cơ thể. Hàng năm mình sẽ bị mất đi 1-5% cơ. Sau đó mình cần phải bổ sung protein. Rất là ngon.